hoặc là không thể xài được những cái loa kiểu như phía trên á, thì mình xài những này. Những dòng treo tường như này hầu hết là những dòng mà nó dạng loa nén. Thứ nhất là chất lượng âm thanh nó khá là cao, thứ hai nữa giá thành nó cũng cao luôn. Chẳng hạn như IC38 này, một cặp loa đâu đó nó đến phải 58 59 triệu, rồi Bose thì đến 40 80 mấy triệu, hoặc là Caray của Ý, một sản phẩm thương hiệu đến từ Ý. Sản xuất tại Ý luôn anh, thì cái này giá của nó lên đến 156 triệu. Em chào anh, em là Khánh, nhân viên kinh doanh tại Thiên Vũ Audio. Hôm nay em sẽ là người tư vấn dàn karaoke cho anh nhé. Hiện tại thì bên em đang rất là nhiều sản phẩm loa karaoke dành cho bộ dàn karaoke gia đình. Thì em sẽ giới thiệu cho mình lần lượt từng cái sản phẩm nhé. Rồi, thì anh có thể nhìn lên đây là hiện tại là đang những dòng phía trên này là những dòng loa em có thể nói nôm na là dòng full range đi ha. Full range là những dòng loa mà dạng loa cột đứng như vậy. Đó, dòng loa cột đứng ha. Thường thì nó sẽ có ba kích thước, là dòng kích thước 10 inch là bass 25 này, rồi bass 30 này và bass 40 nữa. Tuy nhiên thường thì bên em sẽ chỉ có làm 25 với 30 thôi, chứ còn bass 40 thì nó rất là bự. Với những dòng này và với cách treo như thế này, treo ti hiện tại sản phẩm đang được treo ti trên trần em nhìn vậy thôi, chứ còn nó là trần, tụi em là trần la phong, nhưng mà sau trên la phong nó sẽ có là bê tông, nên tụi em sẽ bắn ti lên trần và nó sẽ dính được như vậy. Cái cách treo ti như thế này nó chỉ phù hợp với những không gian nhà mình mà từ 2 mét rưỡi đến 3 mét thôi nha. Thì còn nếu mà nhà mà thấp quá thì treo nó sẽ xấu, mà nếu mà cao quá treo nó cũng xấu luôn. Tầm 2 mét rưỡi 3 mét là treo kiểu này là đẹp nhất. Và với những cái dòng này á, nó sẽ chuyên dành cho karaoke nhiều hơn là việc nghe nhạc. Nó sẽ tối ưu về karaoke nhiều hơn. Đó. Thứ hai nữa là khi mình treo như thế này thì mình sẽ có hai cách treo, là mình có thể treo nằm đứng như thế này hoặc là treo nằm ngang cũng được, tùy theo cái chỗ mình ngồi và tùy theo cái không gian lắp đặt, là treo đứng hay treo ngang nó phù hợp. Bởi vì treo đứng thì anh có thể thấy là treo đứng thì anh thấy không, khi mà anh cúp cái góc ngang xuống á thì nó hơi bị nghiêng nghiêng cái loa, nhìn nó hơi thiếu thẩm mỹ một xíu. Đó. Còn nếu mà mình có không gian mình treo ngang ra thì cái cúp góc nó dễ hơn, bắt buộc cúp góc nha anh. Tại vì là nếu mà mình ngồi ở vị trí nó xa một tí á, thì cái tai mình, nói chung cái loa nó phải hướng về tai của mình á, chứ còn nếu mà mình cứ ngửa thẳng lên trời là nó sẽ không hay. Treo như vậy nên cúp cái góc loa thẳng vô tai là ok nhất. Rồi, tiếp đến bên em còn có những dòng loa mà treo tường nữa. Dòng loa treo tường thì đây nó có, bên em có treo sẵn cho anh luôn để cho anh có thể tưởng tượng được ra là cái nhà mình nó sẽ như thế nào khi mà treo lắp đặt bộ dàn karaoke lên. Đó, cái dòng treo tường nó sẽ gồm những dòng loa thanh như thế này, hoặc là loa vuông vuông như thế này, hoặc là dạng mà cục bự như thế này luôn ha, nó cũng là dạng loa treo tường ha. Thì những cái dòng treo tường này nó sẽ phù hợp cho anh nếu mà không gian của anh nó sẽ có những cái trang trí bằng mặt đá, hoặc là những xây dựng của mình làm bằng khung á, mà nó không có, gọi là mình không đủ diện tích để mình treo, hoặc là ngồi quá gần, hoặc là không thể xài được những cái loa kiểu như phía trên á, thì mình xài những này. Những dòng treo tường như này hầu hết là những dòng mà nó dạng loa nén. Thứ nhất là chất lượng âm thanh nó khá là cao, thứ hai nữa giá thành nó cũng cao luôn. Chẳng hạn như IC38 này, một cặp loa đâu đó nó đến phải 58 59 triệu, rồi Bose thì đến 40 80 mấy triệu, hoặc là Caray của Ý, một sản phẩm thương hiệu đến từ Ý. Sản xuất tại Ý luôn anh, thì cái này giá của nó lên đến 156 triệu một cặp nha anh. Đó, thì Made in Italy, sản xuất hoàn toàn tại Ý. Thì anh hiểu rồi, có nghĩa là với cái giá thành nhân công bên Ý và được nhập khẩu hoàn toàn từ Ý thì cái giá thành nó sẽ rất là cao, nó sẽ không thể nào mà giá ngang những dòng sản phẩm tầm bộ 6 70 triệu, thì gần như mình không có khả năng mình mua những dòng Made in Italia được. Nếu mà chuẩn sản xuất tại Ý nha anh, nếu chuẩn sản xuất tại Ý thì giá này sẽ là giá cơ bản. Đó, rồi. Tiếp đến em sẽ giới thiệu cho anh những dòng loa đặt bàn. Những dòng loa đặt bàn thì về cơ bản, chẳng hạn như mình không thích khoan đục, mình không thích là bắt loa lên tường nó làm cố định quá, mà mình chỉ muốn đặt bàn hơi nhẹ nhàng, mình dễ lau chùi, mình dễ di chuyển, mà về sau mình có mang đi chỗ khác thì nó cũng dễ dàng di chuyển, thì mình có những dòng loa đặt bàn. Dòng loa đặt bàn thì hiện tại tụi em sẽ đang có hai mẫu ở đây, nó là dòng loa SE Code 8, một thương hiệu đến từ Đức ha. Rồi, đây là Code 8 MK2 nha, dòng Code 8 mới ra mắt. Dòng này nhỏ vậy thôi nhưng mà công suất nó đến 210W, nó bằng cái loa treo nãy em coi luôn á. Bằng cái loa treo nãy em coi luôn thì công suất khá là lớn.
Dòng thứ hai sẽ là dòng Bose DM8S, thương hiệu này quá nổi tiếng rồi, tuy nhiên giá thành nó cũng khá là cao nha. Giá thành đây tụi em có dán rất là rõ ràng đây. Dòng Bose DM8S này thì cũng rất là nhỏ gọn để mình treo, để mình đặt bàn này, cái treo tường cũng được, nhưng mà nó phù hợp với đặt bàn hơn bởi vì nó khá là nhỏ gọn. Tuy nhiên cái nhược điểm của những dòng loa nhỏ gọn này bắt buộc mình phải mua thêm súp nha anh nhé. Súp của nó thì tùy thuộc vào cái chi phí đầu tư hoặc là cái sở thích của mình thôi. Thì mình có thể xài súp của Bose luôn, hoặc là mình xài súp của Baramax cũng được. Nếu mà mình không quá muốn quá đầu tư vào cái bộ dàn karaoke nhà mình thì mình có thể xài súp Baramax, hiệu quả vẫn rất là tốt. Còn nếu mình muốn cao hơn nữa thì mình có thể xài súp của SE, Audio Technique, những dòng MF3 hoặc là dòng S12i. Tiếp đến thì em sẽ chia sẻ cho anh những cái dòng loa mà nó hơi thiên, nó bị 50-50, tức là vừa nghe nhạc được mà vừa karaoke được nữa. Thì bên em có trưng bày trong này. Rồi, ok. Thì đây là những dòng JBL, những dòng loa nằm của JBL, như là JBL MK12. Đến hiện tại em đang trưng bày 3 model, đó là dòng MK series này, dòng KI series này và dòng Passion series. Thì em trưng nó cùng một kích thước luôn nha, tức là kích thước 12, tức là bass 30, kích thước lớn nhất trong phân khúc đó. Thì nhìn nó hơi đồ sộ nhưng tuy nhiên nó sẽ có những cái size nhỏ hơn. Chẳng hạn như con này là con MK8 này, kích thước nó 8 inch, nó là bass 20 này. Đó, nó chỉ nhỏ xíu vậy thôi. Thì tùy theo cái nhà của mình như thế nào, rồi cái không gian mình lắp đặt như thế nào thì mình xài những cái kích thước loa nó phù hợp như vậy. Đó. Những dòng này nghe nhạc rất là hay nha, những dòng này nghe nhạc rất là hay bởi vì cái tiếng nó sẽ rất là mềm và nó không cứng như những dòng full range. Nó không cứng như full range mà cái bass gân vải của nó lên cao su của nó rất là mềm. Hát cũng ok mà nghe nhạc rất là tốt. Đó. Rồi. Đó là những dòng loa nằm ngang. Bên em thì làm JBL thôi ha. Và cuối cùng bên em sẽ có một cái dòng nữa dành riêng cho anh nếu mà anh thích di chuyển nhẹ. Có nghĩa là anh không muốn để bộ dàn nó cố định ở nhà mà anh muốn mang qua đây, mang đi đây đi đó, đi chơi này kia, rồi anh có thể di chuyển từ phòng này sang phòng khác, hoặc là anh muốn nó mang lên sân thượng anh chơi, anh không muốn để cố định một chỗ, thì mình sẽ có những dòng Column Array. Đây là những dòng Column Array. Column Array thì bên em có khá là nhiều thương hiệu, nhưng mà hiện tại tiêu biểu ở đây bên em đang có hai cái là dòng Bose L1 series. Em đang có ở đây là Bose L1 series là L8 ha. Rồi, 8 cái loa. Đó, Column. Rồi, hoặc là dòng LD System đây, Maui 11G3 đây. Đó. Cũng là một dòng Column luôn. Tuy nhiên Column Maui này thì nó đặc biệt cái là nó có hai cái chép trên này. Bose thì nó không có chép, nó chỉ có mic thôi. Cái này thì nó có hai cái chép trên này. Và 8 cái loa. Sub nữa. Những dòng này được cái là công suất nó dính liền với loa luôn, nên mình không phải đầu tư thêm gì hết, mình chỉ cần mua thêm băng số micro là mình đã xài được rồi, và mình đã có bộ dàn và mình di chuyển rất là dễ. Những cái này đều là tháo lắp dễ dàng nha, rất là tháo lắp rất là dễ dàng. Bow này cũng tháo ra được luôn rồi. Và cuối cùng trong cái bộ dàn của mình nó sẽ bắt buộc phải thêm những cái bộ xử lý trung tâm. Như bộ xử lý trung tâm thì nếu mà nhìn mình xài những bộ dàn như truyền thống á thì nó sẽ có nè, cục đẩy nè, rồi vang số nè, rồi micro nè, đầu karaoke nếu cần. Tùy theo cái mong muốn của mình thôi ha. Rồi thì kể cả cục đẩy, vang số, micro này nó rất là nhiều thương hiệu nha anh, rất là nhiều thương hiệu và rất là nhiều giá tiền. Tuy nhiên tùy thuộc vào nhu cầu của mình, tùy thuộc vào cái chi phí mình bỏ ra, mình có thể lựa chọn những dòng sản phẩm cho nó phù hợp với cái túi tiền. Tuy nhiên thì anh cứ chọn lựa chọn cho em những sản phẩm nào đồ chính hãng là chuẩn nhất. Bởi vì một cái sản phẩm chính hãng tức là sao, là một sản phẩm có được hãng đảm bảo cho mình về gọi là bảo hành sau này. Thậm chí mình có thể xài, nếu mà mình có chi phí mình xài Crown cũng được, mình xài JBL, mình xài DMX nếu mình có chi phí. Còn nếu mà mình muốn tiết kiệm ngân sách một tí, mình có thể xài của những dòng Trung Quốc như xe sao, hoặc là thậm chí cả Việt Nam như Paramax này cũng được luôn này, vẫn được luôn, không vấn đề gì, chất lượng rất tốt, bảo hành 3 năm thoải mái. Dù gì thì nó vẫn là hàng chính hãng thì được bảo hành của hãng. Nó khác hoàn toàn với những cái hàng thương hiệu nó trôi nổi, nó chỉ được bảo hành cửa hàng, nó hoàn toàn khác nhau. Nên ha,
Đó, thì dù sao thì mình chọn những dòng sản phẩm chính hãng nó vẫn rất là an tâm khi sử dụng. Thậm chí có những món bảo hành đến 5 năm như cho con như những con vang số này hoặc là những con vang cơ của Jaguar bảo hành đến 5 năm. Vừa rồi thì em vừa mới phân tích cho em rất là nhiều dòng sản phẩm bên em ha. Từ loa treo tường, treo trần rồi đến loa đặt bàn thì quan trọng nhất vẫn là mình thôi anh, vẫn là chi phí đầu tư mình là bao nhiêu và cái nhu cầu sử dụng của mình là gì để mình có thể lựa chọn được một cái bộ dàn karaoke tốt nhất, đúng nhu cầu nhất và khai thác được toàn bộ nó, làm sao cho mình có đầu tư được một cái bộ dàn nó thích hợp nhất với mình. Và nếu còn thắc mắc gì nữa thì anh có thể hoàn toàn có thể gọi điện cho tụi em để tụi em tư vấn kỹ hơn cho mình về từng dòng sản phẩm và công năng của từng cái một ha. Thì em là Khánh, nhân viên kinh doanh Thiên Vũ.